nhà bác này là đào đào năm cánh, bác hay tốt muộn. Đào đấy tốt chỉ khoảng độ 40 ngày thôi. 40 ngày là Tết đấy. Đó, thì là cái đào đào năm cánh. Còn có con loại đào 50 ngày, 60 ngày thì không. Ấm hơn thì người ta tốt muộn hơn. Ngay kiểu nập phân vào kiểu trong năm. Như năm ngoái nập phân ra riêng ấy, thì người ta lại tốt muộn hơn. Đào năm cánh thì tốt muộn. 35 ngày đào năm cánh, nếu ấm thì chỉ tốt 35 ngày là Tết. Còn nếu mà rét thì 40 ngày. Giống ngắn, giống dài, giống 60 ngày thì đang tuốt đây này. Còn giống ngắn thì người ta lại cuối tháng người ta mới tuốt, mới đầu tháng người ta mới tuốt.